thì người khuyết tật là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay, và mỗi người sinh ra và lớn lên ai cũng mong muốn mình hoàn hảo, nhưng vì lý do nào đó hay số phận đã an bài khiến chúng ta không được may mắn như những người khác. Và việc đón nhận mình là người khuyết tật là việc không hề dễ dàng gì, đó là đấu tranh giữa tư tưởng, suy nghĩ và mặc cảm về ngoại hình. Vậy nên em mong muốn những người bình thường hãy nhìn nhận bằng chính tình yêu thương, thông cảm để cho những người kém may mắn được vui vẻ, sống lạc quan, hòa nhập với cuộc sống ngoài xã hội. Câu số 2. Nếu phải chọn một công việc phù hợp với tình trạng khuyết tật vận động thì anh chị sẽ chọn công việc như thế nào? Đối với người bình thường, việc tìm cho mình công việc đã là rất khó khăn, mà đối với những người khuyết tật thì điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn. Vâng, bản thân em muốn được lắng nghe những chia sẻ tâm sự của người khuyết tật, những người kém may mắn, để viết tiếp những ước mơ. Từ những câu chuyện thực tế đó, em muốn gửi tới những bạn đang gặp khó khăn, tự tin mà cảm vươn lên trong cuộc sống. Khó khăn nghị lực em vượt qua, vật chất tôi không có nhưng tôi có niềm tin, và tôi muốn truyền niềm tin đó gửi gắm tới các bạn từ những chia sẻ chân thành nhất để các bạn phơi đi nỗi buồn, vươn lên trong cuộc sống. Câu hỏi số 3. Anh chị có nghĩ tình yêu giữa người khuyết tật sẽ giống như cổ tích giữa đời thường mà mọi người vẫn mơ hay không? Tình yêu giữa người khuyết tật thực sự giống như trong cổ tích, và em tin điều này. Cuộc sống này là một màu hồng, phía sau cơn mưa cầu vồng nhất định sẽ xuất hiện. Ai cũng có quyền được yêu thương và hạnh phúc, không ai có thể ngăn cấm hay tước bỏ điều đó. Người khuyết tật bởi vẻ đẹp tâm hồn tiềm ẩn chính là điều tuyệt diệu đối với ai có đủ tình cảm, giàu lòng yêu thương để cảm nhận ra tình yêu chân thực đó. Câu số 4. Nếu phải chọn một phương tiện di chuyển giao thông tùy theo tình trạng khuyết tật, mọi người sẽ chọn phương tiện gì, nó có khó khăn gì khi di chuyển không? Để lựa chọn phương tiện di chuyển giao thông cho người khuyết tật thì cần xem tình trạng khuyết tật gì, sức khỏe và kinh tế của gia đình. Đối với bản thân em thì một người khuyết tật vận động, em mong muốn mình sẽ có một chiếc xe máy điện 3 bánh để bản thân chủ động trong việc di chuyển hàng ngày, giúp em có thể đi chơi, gặp gỡ, giao lưu với mọi người nhiều hơn. Và khó khăn đó chính là việc lên xuống di chuyển giữa xe, và đôi khi đi đường còn nhiều gập ghềnh hoặc là đường cua gấp thì sẽ khó xử lý. Câu số 5. Điều mong muốn nhất và hướng đi của mọi người tới việc xây dựng một cộng đồng của người chấn thương cuộc sống sẽ như thế nào trong tương lai gần nhất? Em hy vọng là sẽ có nhiều tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân giúp đỡ cho những người chấn thương cuộc sống nói riêng và những người khuyết tật nói chung đang gặp những khó khăn trong cuộc sống, tạo ra cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, giúp mọi người vượt qua được những mặc cảm bản thân, tự ti về số phận hay những cái gì đã khiếm khuyết trên cơ thể mình, và có những công ăn việc làm hướng dẫn cho người khuyết tật giúp phần nào đấy để vơi đi những khó khăn hơn trong cuộc sống, trong việc hòa nhập và xã hội hiện đại ngày nay. Câu số 6. Và gốm bị nứt bằng vàng cũng ví như những vết sẹo khuyết tật của cơ thể chúng ta sau tai nạn và bệnh tật. Anh chị nghĩ sao về triết lý sống này dành cho những người khuyết tật tổn thương tủy sống sau tai nạn và bệnh tật? Từ chiếc gốm đã vỡ rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy buồn và tiếc nuối. Từ những mảnh gốm đó tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng phía sau đó cũng giống như những mảnh vỡ trong cuộc sống của chúng ta. Cứ nghĩ sẽ khó khăn để hàn gắn nó lại như ban đầu. Việc dùng vàng và gốm vỡ đó không chỉ là sự thông minh, sáng tạo mà còn là một triết lý sống vô cùng ý nghĩa, thể hiện về sự kiên cường. Mỗi vết nứt chỉ là một sự việc nhỏ xảy ra trong cuộc đời bạn. Đừng vội bi quan chán nản mà hãy nhìn nhận và biến nó thành bài học. Việc chiếc gốm bị vỡ được ghép lại lành lặn và đẹp hơn so với ban đầu và khiến nó trở thành sản phẩm có giá trị nghệ thuật rất cao và bền vững. Người khuyết tật cũng vậy, người khuyết tật không phải là kém cỏi, là vô dụng, mà chính điều không may mắn trên cơ thể tạo cho họ những nhân phẩm tốt, nghị lực vươn lên trong cuộc sống khiến chúng ta đáng phải suy ngẫm. Và phương châm sống của em là sống bình thường nhưng không tầm thường, cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương nhiều hơn. Và em xin hết ạ.